Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Trong tập trước, Thạch Hạo đã bị một đám hắc lân trùng truy đuổi. Bên trong đám sinh vật này có một con ngân trùng vương, là thứ mà cậu đang cần để củng cố thực lực. Thế là cậu lập tức quay lại dẫn dụ bọn chúng khiến hai đàn hắc lân trùng đâm vào nhau. Nhân lúc bọn chúng đang choáng váng, Thạch Hạo triệu hồi ra một bàn tay khổng lồ, định tóm gọn ngân trùng vương lẫn hắc lân trùng. Đúng vào lúc này, một mũi tên bất ngờ lao tới tấn công trực diện vào bàn tay, ngăn cản Thạch Hạo. Bàn tay bị tàn vỡ, người làm chuyện đó là Trần Thành, người của Tiên Điện. Hắn tuyên bố ngân trùng vương đã bị đại nhân của hắn nhìn trúng. Nếu như cậu không xen vào chuyện này, hắn sẽ tha cho một mạng. Vừa dứt lời thì Trần Thành cũng đuổi theo ngân trùng vương. Thạch Hạo đương nhiên không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được. Tên kia thấy cậu đuổi theo liền dừng lại dương cung tấn công. Chưa kịp để cho hai bên đánh nhau thì Nguyệt Thiền đã xuất hiện thúc giục Trần Thành rằng tìm bắt ngân trùng vương quan trọng hơn. Thế là hai người bọn họ chẳng thèm quan tâm đến Thạch Hạo nữa. Thạch Hạo cũng đuổi theo. Sự xuất hiện của cậu làm cho Nguyệt Thiền cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn. Vì đã thay đổi diện mạo nên Nguyệt Thiền hoàn toàn không nhận ra Thạch Hạo. Thấy mỹ nhân cứ nhìn vào mình nên cậu đã lên tiếng chiều ghẹo, tự tin bản thân anh tuấn hơn người. Nhưng mà nàng cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy. Nguyệt Thiền vẫn giọng điệu bình tĩnh đề nghị cậu không tranh đoạt ngân trùng vương với mình. Đổi lại, nàng tự sẽ có bù đắp khác. Thạch Hạo từ chối ý tốt của mỹ nhân. Nàng ta nghe vậy liền đưa ra đề nghị tranh giành theo năng lực. Ai đoạt được thì thuộc về người đó. Ba người truy đuổi đến hang động hắc lân trùng. Thạch Hạo đột nhiên tăng tốc vừa lên phía trước. Đúng lúc sắp lấy được hắc lân trùng thì lại bị tên Trần Thành phá đám. Cậu lập tức đáp trả bằng cách cầm mũi tên của hắn ném ngược lại. Sau đó bồi thêm một cước đánh cho hắn ta đâm xuống dưới đất. Cậu tiếp tục truy đuổi. Trong lúc Nguyệt Thiền còn đang bất ngờ vì người thanh niên này đã đuổi tới nhanh như vậy, thì cậu đã sử dụng lực lượng giữ chân nàng ta lại, sau đó lao tới bắt lấy ngân trùng vương. Đáng tiếc là bị tên Trần Thành phá đám thêm lần nữa. Hắn ta xông lên đánh cận chiến, nhưng vừa mới múa võ được vài đòn đã bị đẩy lui. Kế tiếp đến lượt Nguyệt Thiền xông lên tấn công, Thạch Hạo dễ dàng cân hay, đánh cho hai người lui về sau. Đúng vào lúc này, Tần Hạo đột nhiên xuất hiện và cũng muốn tranh đoạt ngân trùng vương. Đệ đệ ở ngay trước mặt, nhưng vì tránh phiền phức không đáng có nên Thạch Hạo không thể tiết lộ thân phận. Cậu nhắc lại ý của Nguyệt Thiền, đó là dựa vào bản lĩnh để tranh đoạt. Dứt lời, liền ngưng tụ ra hai con chim cầm chân Nguyệt Thiền và Trần Thành trong thoáng chốc. Tần Hạo lập tức đuổi theo Thạch Hạo, hắn điều khiển rất nhiều tảng đá tấn công Thạch Hạo. Trần Thành cũng bắn ra ba mũi tên, Thạch Hạo dễ dàng tránh né cả hai công kích của hai người. Trần Thành vẫn không bỏ cuộc, hắn ta tiếp tục sử dụng mũi tên có uy lực lớn hơn. Tần Hạo và Nguyệt Thiền cũng không đứng yên quan sát, hai người họ đồng thời bộc phát sức mạnh. Cả ba người đồng thời phóng ra công kích tấn công về phía Thạch Hạo. Tuy nhiên, Thạch Hạo lại không hề tránh né mà trực tiếp sử dụng lực lượng nắm đấm ngăn cản trực diện. Không những phá tan công kích mà còn đẩy lui cả ba người. Màn thể hiện vừa rồi làm cho cả ba cũng phải giật mình kinh ngạc. Trần Thành thừa cơ hội mọi người không tập trung, đẩy đuổi theo ngân trùng vương. Thế là những người còn lại cũng phải đuổi theo. Trước khi ngân trùng vương kịp chạy vào trong động thì cửa động đã bị đánh sập, khiến cho nó bị bao vây lại ở bên ngoài. Nó văng lên trên định thoát ra. Tên Trần Thành lao theo nhưng bị Thạch Hạo tung đòn phủ đầu. Hắn ta báo danh xưng mình là người của Tiên Điện để uy hiếp. Đáng tiếc cách này càng khiến cho cậu thêm phẫn nộ. Thế là hắn nhanh chóng bị ăn hành ngập mồm. Tần Hạo và Nguyệt Thiền cùng nhau xông lên đánh cận chiến với Thạch Hạo. Dù bị nhiều người liên thủ nhưng bọn họ chẳng thể làm gì được. Cậu liên tục đẩy lùi bọn họ. Sau đó thừa cơ hội lao tới, bắt giữ ngân trùng vương. Sau màn giao thủ, Thạch Hạo vẫn rất bình thản. Hiển nhiên là chưa dùng toàn lực. Tần Hạo và Nguyệt Thiền cũng suy đoán ra được điều này, cho nên không tiếp tục tranh giành nữa. Còn Trần Thành thì không phục, hắn định ra đòn đánh lén. Thạch Hạo lên tiếng uy hiếp khiến hắn hoảng sợ phải dừng tay. Lúc này phía đằng xa xuất hiện động tĩnh lớn, thế là cả ba người kia lập tức chạy qua tìm kiếm cơ duyên khác. Thạch Hạo quyết định không đi, dù là tạo hóa gì thì cũng không quan trọng bằng việc trùng tu cảnh giới đến viên mãn. Cậu lập tức tiến vào trong động rồi bắt đầu bế quan luyện hóa ngân trùng vương. Quá trình tái tạo lại đồng thiền rất nhanh đã làm xong, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Liễu Thần từng đề cập đến thuật tế sống động thiền. Cách làm này có phần tà đạo, Thạch Hạo vẫn quyết định tế sống động thiền. 10 cái động thiền phía sau lưng nhanh chóng tan vỡ, sau đó dung hợp lại thành một cái động thiền duy nhất. Sau khi hoàn thành tái tạo, Thạch Hạo liền cảm nhận được sự khác biệt. Phất tay thôi cũng hàm chứa đạo vận, giống như tương hợp với thiền địa. Việc trùng tu đã xong, cậu đi tới cổ địa trùng vương. Nơi này vừa mới xảy ra một trận tranh đoạt bảo vật. Mặt đất có mấy bộ quan tài nhỏ,
Trong lúc đang thắc mắc quan tài chôn cái gì thì giọng nói của tên Trần Thành đã vang lên mỉa mai. Đi cùng hắn còn có hai người nữa, nam nhân là thiên tài trẻ tuổi của tộc Tử Kim Trần Hống, tên là Tử Tiên Khôn, nữ tử gọi là Long Tước, thiên tài trẻ tuổi của tộc Long Tước. Nhờ vào Tử Tiên Khôn và Long Tước chống lưng nên Trần Thành đã lấy lại sự tự tin, còn dự định bắt Thạch Hạo làm nô bộc. Tử Tiên Khôn phóng ra một sợi xích nhằm bắt giữ cậu, Thạch Hạo chỉ cần giơ tay đã đè đầu dây xích, ép cho tên kia phải thu hồi chiều. Bà nãy hắn ta muốn thu mình làm nô bộc, đây chính là lời sỉ nhục. Thạch Hạo không muốn bỏ qua, cậu chậm rãi tiến lên phía trước, toàn thân toát ra khí thế, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung động. Trần Thành lập tức bay lên không trung thi triển toàn bộ chiêu thức, hắn liên tục bắn ra nhiều mũi tên tấn công. Mỗi một mũi tên đều có uy lực khủng khiếp, đâm vào đá như đâm qua bùn. Đáng tiếc rằng hôm nay hắn ta đã chọn sai đối thủ, Thạch Hạo chỉ cần giơ tay phóng thích uy lực đã hóa giải toàn bộ, sau đó lao về phía hắn ta để tiễn hắn về đất mẹ. Đúng lúc gay cấn thì tập phim lại hết mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Xin chào!